Theo Virgin Galactic, sứ mệnh Galactic 7 cùng toàn bộ phi hành đoàn của VSS Unity đã hạ cánh an toàn xuống đường băng của sân bay vũ trụ ở bang New Mexico, Tây Nam nước Mỹ lúc 9 giờ 45 phút ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương sau hành trình kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Ba hành khách tư nhân tham gia sứ mệnh này mang các quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Italia. Đây là chuyến bay thứ 12 của VSS Unity lên vũ trụ và là chuyến bay thương mại thứ 7. Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến bay, Giám đốc điều hành Virgin Galactic Mike Mozart đã ca ngợi những thành tựu của VSS Unity, đồng thời công bố một hạm đội Delta mang tính cách mạng mới. Đây là một khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn, vì đây cũng là chuyến bay cuối cùng của VSS Unity. Chuyến tiếp theo thậm chí còn mang tính cách mạng hơn. Đội tàu vũ trụ Delta của chúng tôi được thiết kế để bay nhanh hơn gấp gần 8 lần, và vì thế có thể thực hiện hai chuyến bay một tuần. Con tàu dự kiến đi vào hoạt động thương mại vào năm 2026 sẽ có 750 phi hành gia lên vũ trụ mỗi năm, con số đó nhiều hơn số lượng các phi hành gia đã bay vào vũ trụ trong lịch sử 60 năm của các chuyến bay vũ trụ cho đến nay. Sau nhiều năm phát triển, Virgin Galactic đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay thương mại đầu tiên lên vũ trụ từ giữa năm ngoái.